À đây đây đây, ui ui bên này một nồi anh em ơi, để mình chạy qua xem coi. Đây rồi, chúng mày ở chung là chúng mày chết rồi. Tít 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 headshot, bùm đi ba cháu nhá, headshot. Ok anh em ơi. Và hello anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Ok, sau gọi là sau một tuần à? Sau một tuần luyện tập cực khổ thì bây giờ mình đã là 25 sao rồi. Nghe nói 26 sao liên thách đấu anh em ạ. Đó, ok, và cùng leo với mình nhá. Giờ này hơi bận nên chắc là mình leo hơi muộn tí, chả biết có kịp không. Ok, cho em Kiên và Huy, Samu chơi cùng nhá, leo cùng mình nhá. Thì còn gọi là gánh anh em ạ. Kiểu trước đây là mình lần đầu lên thách đấu run thôi. Giờ là có tuổi mà run anh em. Đó. Giờ không cần run anh em ạ. Đó. Lên thách đấu còn thấy vui. Ok. Giờ 5 phát cần 4 mà gỡ 18 phát nữa Anh đủ cần 4 bằng G18. Bây giờ nói chung là Huy bắn được, Huy cần cần 4 giao lục được anh em ạ. Nói chung là được ấy, Huy cầm mắc 7 được ấy. Gọi là quá nhiều còn mình gọi là mắc 7 trong tay, việt bay việt múa nhé. Đó, câu slogan của mắc chất. Có mắc 7 là win anh em ạ. Ok, bắn cẩn thận này. Đây 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 đây. Đấy, này thì kẻ địch này. Ô tô. Đây 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 đây. Này thì kẻ địch này. Thôi. Nói chung mình giao cuối bắn à, trận cuối bắn ngáo ngáo cái gì anh em ạ. Không sao không sao. Đây mình nên cầu máu nó nhỉ. À, thì sao mày chọn cái chết? Ok, thôi thôi thôi, chết chết chết. Móc lại này. Bắn cho bằng được này. Đâu một. Đâu đâu con. Và headshot. Ok. Gọi là mình không ném bom, mình bắn thôi anh em. Gọi là đấy, anh em cứ dụ địch. Dụ địch nhá, làm sao để cho nó bắn mình ấy. Đấy, xong bổ đứng xung quanh bổ bắn. Auto thắng anh em ơi. Ok, mua cho mình hai quả bom này. Hai quả bom này mình sẽ làm được gì đây? Cầm bom trong tay gọi là việt bay việt múa anh em ạ. Đó, câu slogan mắc chất. Có phần đạo nhái tí của bác gấu nhá anh em. Ok. Đây, kép được bầu gọi là LGFF là gì? Chắc là ký tự quân đoàn rồi. Ok, ném đây xem nào. Em có thanh niên nào sang bên này không nào? Mà hé sọt. À đây đây đây. Ui, ui bên này một nồi anh em ơi. Để mình chạy qua trước coi. Đây rồi. Chúng mày ở chung là chúng mày chết rồi. Tít 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 tít. Headshot. Bùm, đi ba cháu nhá. Headshot. Ok anh em ơi. Trận cuối bắn mắc gắt. Đúng đệ anh. What the hell. Quả liệu 3 4 đứa. Không, quả liệu 3 đứa đúng rồi. Xong quả cuối ném. Nói chung là đơn giản anh em ơi. Đơn giản như đang giỡn ấy mà. Tôi đúng chung là thôi đi. Đây là do chúng nó đứng chung nhé anh em. What the hell. Ok anh em ơi. Nào ván này đi chung nữa đi. Chắc là rút kinh nghiệm rồi anh em ạ. Chắc là rút kinh nghiệm rồi, nó không đi chung nữa đâu. Mình cố ném nó bực đứa này. Đây, mình sang ở bên này ném anh em ạ. Không ném qua cửa nữa. Ném qua cửa rủi ro lắm. Ném qua cửa còn không bằng ném bên này anh em ạ. Đấy. Và hè. Ừ, bốn ta máu rồi. Ok. Ok win. Thì ra mày chọn ăn liệu. Boom. Cho mình hai máu. Lém liệu mắc chất anh em ơi. Đây, giờ mình mang bụi cỏ nhá. Đó, không còn làm việc A124 thôi, gạt rồi. Ui, không còn làm việc A124 nữa anh em ạ. Giờ mình gọi là chơi bụi cỏ. Đấy, bụi cỏ trong tay là việt bay việt múa luôn. Ok. Ok, còn một đứa đem địch thôi. Gạt giò nè. Nói chung bụi cỏ ngon lắm anh em. Nó ở trên. Đây, ôi. Thôi, quần máu. Mình tít tít thế cho gọi là cho nó sợ thôi. Kiểu đứng gần ấy, tít tít phát ấy. Là nó nhìn thấy và là nó chạy ngay. Đấy. Giờ chạy đi đâu mình chưa biết này. Được, để mình nghe tiếng chân. Ô bố cho mình quả liệu này. Hai quả này mình ném nốt nó luôn nhỉ. Số 4 chị em thật trước mặt kê đi. Trước mặt cái chỗ mà mới lên này. Cái dốc ấy, đấy đấy, chị ở đấy kì. Không được, ra đây không được. Không, nó chạy xuống. Chạy xuống dưới kia.
Đúng rồi, ra ra đấy Cứ này, móc lên kia. ra đấy làm sao được, ra đấy nó nhảy xuống nó bắn chết. Tại nó bo mình mà. Đúng rồi, bo mình cũng ngồi đây thôi, ngồi đây an toàn rồi. Nó ngồi 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 im bên nhà luôn. Bồ mình sợ bồ công lắm. Đấy, đứng đây hợp lý này. Tầng 3 hả? Không phải tầng 3 anh em ơi. Đấy, tính chuẩn này đã. Cái 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 Bồ không, bồ không à, chịu ngồi yên ấy. Anh nghe yên này. Đó, Bên kia bên, không, bên ở phải, bên bên phải. phải, bên phải, bên Phải, bên phải. phải. Ở đâu? Đây bên trái mà, Đấy, thôi xong. đấy Không đúng không? sao anh em ơi, Ừ, chết đi nè, bo nhà đúng nó rồi. rồi. Đấy. Công nhà, công nhà, công nhà. Yếu kìa. Yếu kìa, pro. Đấy, bom nhanh là lên. Lên luôn. Dân chơi. Dân chơi, ngồi cửa sổ. Easy anh em ơi. Dân chơi, dân chơi, dân chơi. Tiếp theo là 3-0 rồi anh em. Được, gọi là đơn giản mà mình làm suốt. Cái này mình làm suốt anh em ạ. Nên trận cuối nên thách đấu rồi. Quá là đơn giản luôn anh em ạ. Easy. Đấy, các chó cứ từ từ xem nào. Gì mà cáu thế nhỉ? Cho anh ấy Em kia đạp cục xúc này em. Hôm nọ vừa bảo em là cục xúc boy xong. Ui mình nghe sợ luôn. Thoáng hôm này em là một Bà đây. sad boy. Thoáng hôm nay em là một nghiêm túc boy. Nói chung nắng sáng trưa chiều tối lắm anh. Sáng sáng nắng chiều mưa lắm anh em ạ. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Không nên trêu em kia bảo gì nghe lời ngay. Ở đây này. Đích này. Ôi trời, trời, trời. Tí thua anh em ạ. Tí chết, tí chết. Ôi thôi xong, nó biết mình ném lựu rồi. Ngay mà, biết mình ném lựu nó chạy ra rồi. Ôi, toàn rồi. Ở đấy mình cầm súng mình bắn nó thì ngon hơn. Ôi thế không chết hả? What? Ôi thế không chết anh em ơi. Quả đấy nó xong mình ấn bụi cỏ là ngon đấy. Mình bỏ còn bắn là VKM này thì toang rồi. Bộ bắn AVKM này là hỏng rồi. Đây đây đây. AVKM cân 4. Tăng tăng tăng. Không sao, 3-1 anh em ơi. 3-1 không sao hết. Mình còn mấy trận nữa cơ mà. Mình còn 3 trận nữa cơ mà. Thua thế nào được. Nói chung là mình có chiến thuật đấy anh em. Nhưng mà mình sẽ không nói đâu. Là chiến thuật mình hay phết đấy. Đây, gặp hack đây này, đây gặp hack đây, mình còn thắng rồi mà, thì mấy thằng này đã gì, chiến thuật của mình gọi là mắc đẳng cấp anh em ơi. Ok, nếu anh em thích ấy, mình sẽ làm một clip hướng dẫn về chiến thuật này nhé. Giờ bắn phải có chiến thuật anh em ơi. Ok, mình sẽ ke nó, bồ lại bắn nó với cái mờ rồi. Má, à, với cái mờ kìa. Vãi thật. Bạn này với cái mờ làm gì ông nội? Anh đi rồi. Không sao, tập trung anh em ơi. Ván này nhá. Mà thôi mình không làm chiến thuật mình đâu. Nói ấy xong kiểu mất chiến thuật đi anh em. Ok, chiến thuật này mình giữ để mình leo nhá. Nếu như anh em ủng hộ nhiều ấy, mình sẽ làm hẳn clip hướng dẫn chiến thuật anh em luôn. Ôi em kiên giải đẩy sang đấy, trời ơi. Cái quần què gì Không đây? sao, không sao, chú phụ hộ tiếp bạn. Ok, chú phù hộ tiếp bạn. Ok. Còn Cứ bình tĩnh anh em ạ. Cứ bình tĩnh rồi. con Kè bò nó, bình tĩnh anh em. Mình nhìn anh kéo tầm Cứ bình tĩnh thôi nhỉ. Được, nhìn anh kéo tầm nào xem nào, Như xem kéo tầm thế nào nào. Kéo tầm ông ngắm luôn nhá. Ok, ông ngắm, rồi xem Đã chuẩn bị tư thế rồi. nào. Rồi, tư thế rồi. Ôi trời ơi, chuẩn bị tư thế. Vãi thật. Đâu, lại nào. Lại xem nào. Ôi, tôi bom, bom, bom. Ôi, có thằng dưới nhà này. Giờ phải giết thằng dưới nhà trước. Ôi trời ơi, thôi xong. Toang. Đây, có thằng đây này. Thôi. Thôi thua 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 3-2 rồi. Chết tôi rồi. Hai. Rồi thôi. Thôi còn Huy yếu máu này chắc thua anh ạ.
Ok, hết máu rồi, thua rồi. Ăn được một đứa, ăn làm sao được mấy đứa. Thỉnh thoảng Huy ở chỗ trống trống ấy, mà keo nhiều ấy. Cân 4 ấy anh em ạ. Nhiều pha cân 4 ấy, Huy cân 4 27 lần cơ mà. Cho đến nay chơi của mình là 300 trận là cân 4 27 lần. Ủa, ghê không anh em? Mắc ghê luôn đi. Ghê sức mạnh ở 5 tập. Trận này không thắng là thua luôn đúng rồi. Tâm lý anh em. Trận này không thắng là thua luôn ấy. Cho nên bắt buộc mình thắng. Trận này không thắng là thua luôn anh em. Mong là mình chỉ sợ bồ bắn AVKM thôi. Tại không cover được gì cả mà cũng không bắn nốc được ai cả chứ. Chỉ có may lắm thì bắn được bữa nào. Không nên thì chết anh em. Cho nên tốt nhất là không nên bắn AVKM nhá. Ok. Có đứa đây không? Ok, cho bố trong nhà đi, mình ngoài này đi. Đây, nói chung là Huy chơi cùng mình nhiều anh em. Biết hết chiến thuật của mình ấy. Cho nên Huy đang bảo cho Kiên. Kiên thì đầu vừa có leo nhưng mà xong thì mình rút kinh nghiệm để sửa sai chiến thuật ấy. Thì lúc đấy thì Kiên không leo nữa. Nó bận leo map lớn rồi. Map lớn thách đấu 5 sao cơ mà. Ok thì hôm nay nó vào nó là chơi của mình ván rồi. Cửa nào? Đấy, cái cửa nó trước mặt đấy. Đấy. Ok ok. Ok. Ui ui, về. Mày làm gì đấy? Đừng liên mất hành động đấy. Nói chung là Kiên nó hay trêu trêu đính lắm anh ạ. Em nghĩ đây. Ở đây có người lắm. Huy biết chiến thuật mình rồi, Huy bảo cho Kiên rồi. Ôi, không có thắng nào. Cứ chơi chơi không theo chiến thuật mình là thắng anh ạ. Mình cả mùa này toàn theo mấy Huy. À, đấy rồi. Một sân chơi. Boom. Adol nó ném lại mình ấy. Mày quá không chúng. 132 máu kìa. Ném nó 132 máu kìa. Ok nó thủ rồi. Ở đây, đây trong nhà. Trong nhà kia này. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Đấy mày giỏi quá đấy. Ui liệu liệu liệu. Ui đa số phải biết nó ném liệu vào chứ. Ở đây có cái lỗ to tướng mà. Có bịt rồi. Chắc là mới bịt xong nha mà. Thôi. Ui Chono mình hở có tí. Hở có tí ra ngoài thôi. Rồi cứu cứu được rồi. Cứu rồi. Thôi thôi cứu cứu mình không sao. Quần quần máu đã. Đây bồ bồ ngoài có vừa tốt đấy. Đây phá keo đúng keo. Chạy 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 keo đấy. Tắt luôn đấy. Đấy, hay, hay. Ok. Và thách đấu anh em ơi. Easy game là dễ. Quỳ mình làm suốt anh em ạ. Đây, 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 đây. Đây. Và anh em chờ nha, chưa hết nha. Anh em chờ đến cuối clip sẽ có thách đấu, trận cuối Huy lên thách đấu nữa nha. Ok, mình lên thách đấu rồi anh em ạ. Đây, đây, đây. Chờ anh em xem danh thách đấu nha. Lấy là bị lag ấy. Đây, đây, đây. Đây, thách đấu đây. Đây. Ok, thách đấu 26 sao. Ok chưa, uy tín chưa? Hai sao. Thách đấu đấy anh em ạ. Do lẽ là nó bị lag nên nó không hiện đấy. Ok, thách đấu nhá. Đó, thì mình sẽ cố leo đến thách đấu 2 nhá. Anh em. Kiểu top 2000 năm ấy. Nó hơi nhiều ấy. Nên mình sẽ cố leo lên thách đấu 2 nhá. Ok, và thách đấu 2 đây anh em ơi. Ok, uy tín chưa? Mình đứng trong top 2000 rồi nhá. Ok chưa? Anh em không chê nữa nhá. Top 2 nhìn nha anh em. Ok thách đấu 2 nhá. Uy tín nhá. Mình thử leo lên thách đấu 3 xem được không không nhá anh em. Ok và đây anh em ơi. Mình có tin vui với anh em. Đó là mình mới Huy leo xong. Thì mình mới cả mình lẫn Huy đều đứng trong top server nhá anh em. Uy tín chưa. Đều đứng trong top server nha. Đây mình đứng thứ top. Mình đứng top thứ 2 về tỷ lệ chiến thắng nhá. Top 82 nhá. Được chưa. Xung quanh mình này anh em nhìn này, toàn búp bẩn mấy hack này, 210 sao các kiểu này, ghê chưa anh em. Mà mình chỉ cần 30 sao mình vẫn đứng nha anh em, uy tín chưa. Ok đây đây Huy đây anh em. Đây, đây là Huy. Huy thì khu vực về Q. Đấy, khu vực về Q nha anh em. Đây, Huy được 1600 Q. Đó, và đứng thứ top 7. Top thứ 71 server nha anh em. Đấy, uy tín chưa. Xung quanh Huy này cũng toàn hack này. Nhưng mà nói chung là lâu xi nhê anh em ơi. Nó gọi là lâu xi nhê luôn ý. Mình gọi là leo
lấy cái giải thôi anh em, lấy cái thách đấu, lấy cái top server thôi, còn đâu thì chịu anh em ạ. Anh em muốn mình đeo kiểu thách đấu trong server mình ấy, thế nhưng mà nó lắm hack quá anh em, toàn bấm hack rồi búp bẩn các thứ. Mấy con bây giờ mình lên thách đấu ấy, thì chúng nó đã gần 500 sao rồi, nói chung là bấm hack rồi các thể loại luôn, mình không theo kịp anh ạ, mình không thể leo được cùng, tại vì mình làm ăn chân chính ấy mọi người, đứng được trong những cái top server như này đã là một niềm vinh hạnh lớn lắm rồi nha. Ok, đây anh em nhìn xung quanh toàn hack này, toàn hack này rồi bút sao này, bút bẩn này. Ok chưa? Cảm ơn anh em nhé. Bye bye anh em.